Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học .cc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc, bài 26 phần 1, tìm hiểu về chuỗi trong Java. String là một cái phần rất quan trọng. Các bạn hình dung là khi các bạn sử dụng một cái ứng dụng thì đều có cái phần đăng ký tài khoản này, rồi chúng ta nhập liệu này, đúng không? Thì đều là sử dụng chuỗi hết. Khi người dùng người ta nhập tài khoản vào thì chúng ta là ghi chuỗi. Sau khi ghi xong thì chúng ta đi kiểm tra xem là cái đăng nhập nó có khớp hay không. Ấy. Thì vẫn là thao tác trên chuỗi. Thế thì các bạn phải để ý kỹ phần này, sau này chúng ta sẽ ứng dụng vào rất là nhiều. Và trong phần này chúng ta sẽ có rất nhiều bài tập để các bạn thực hành. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm thì trong Java string nó là một cái lớp quản lý dữ liệu văn bản. Và cái chuỗi là tập hợp của nhiều ký tự hoặc là một ký tự. Các bạn để ý này, chúng ta sẽ khai báo trong nháy kép. Cái này chúng ta đã học trong những phần đầu rồi, khai báo rất là nhiều rồi, đúng không? Thì lưu ý là kể cả các bạn để có một ký tự trong này thôi, nhưng chúng ta khai báo trong nháy kép thì nó vẫn hiểu là chuỗi và chuỗi này có một ký tự mà thôi, cũng được chấp nhận. Khai báo chuỗi thì chúng ta khai báo là kiểu dữ liệu là string này, dấu cách tên biến bằng và chúng ta gán cái giá trị chúng ta cần khai báo vào đây. Ví dụ là chúng ta có một cái string S như này. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ mở integrity, các bạn nhập thử nhá. Chuột phải vào SRC, chọn new Java class. Hôm nay là bài 26 gạch dưới 1 tìm hiểu về string phần 1. Enter. Chúng ta sẽ khai báo một chuỗi ở đây. Đầu tiên là main enter. Kiểu dữ liệu là string này. Chữ S viết hoa đúng không? Tên biến là S thì bằng. Đưa chuỗi vào. Hồi đó. Tôi chê. Mồm em rộng. Rồi bây giờ xuống dòng. Các bạn có thể ở nhấn enter này. Thì tự động nó sinh ra cái dấu cộng chuỗi. Này nhìn này. Tự động sinh ra và nếu các bạn muốn là trên cái dòng cùng một cái chuỗi này chúng ta muốn xuống dòng chúng ta dùng gì dùng sược n đúng không ạ dấu dấu phản nghiêng sang bên trái này trực này, n rồi tiếp theo là không tin trực n xong chúng ta sẽ viết trong nháy kép nhá không tin này hai đứa chập mồm đo rồi chấm phẩy để kết thúc lệnh bây giờ chúng ta sẽ xuất dòng này ra để xem thì dùng s out và in biến s ra chuột phải Run này thì các bạn sẽ được là chúng ta gì có cái câu dòng đầu tiên này sau đó gặp sườn n thì nó xuống dòng mặc dù cái biến s của chúng ta ấy, là chúng ta viết cùng trên dòng nhá các bạn lưu ý là cái dấu cộng này này nó thể hiện là cộng hai chuỗi với nhau thôi chứ không phải là có dấu cộng này nó xuống dòng đâu nhìn này mình xóa sườn n đi nhá cái phải lăn này các bạn sẽ thấy là nó nối với nhau nhìn thấy chưa nó xuống dòng là do cái thằng sườn n thôi được chưa trong Java thì cái lớp làm việc chính với string đó là lớp string builder Lớp String Builder nó là một cái lớp dùng để quản lý chuỗi và chúng ta có thể thay đổi kích thước và nội dung của chuỗi. Khởi tạo thì chúng ta sẽ khởi tạo là String Builder này, dấu cách tên của đối tượng bằng New String Builder. Chúng ta có một cái lưu ý ở trong phần String đó là phần Index. Index tức là cái vị trí ký tự nằm ở trong chuỗi. Các bạn thấy là chúng ta có cái chuỗi ở đây là Cat này, phẩy Dog đúng không? Thì nếu về độ dài thì nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ký tự Độ dài chúng ta tính là từ 1 nhé. Nhưng mà vị trí index sẽ bắt đầu từ 0. Nó gần giống với cái thằng date time mà tháng hôm trước mình giải thích ấy. Nó bắt đầu từ 0 ấy. Nó sẽ lấy từ 0. Đúng chưa? Giả sử các bạn truy xuất tại vị trí 0 thì chúng ta sẽ có cái ký tự là C. 1 thì chúng ta có A. 2 chúng ta sẽ có T. Thì dần dần các bạn sẽ làm quen với cái này. Các bạn sẽ làm quen với một vài cái phương thức cơ bản. Thứ nhất là chúng ta sử dụng append là thêm string vào cuối cái chuỗi gốc. Insert và chúng ta sẽ truyền index vào, Đấy, index mà mình vừa nói, ấy, nó sẽ truyền cái vị trí vào và chúng ta sẽ bắt đầu chèn từ vị trí index là bao nhiêu, sau đó chúng ta sẽ đưa cái chuỗi ở đối số thứ hai, delete là chúng ta sẽ xóa, xóa và chúng ta sẽ xóa từ đâu, nó sẽ xóa tất cả các ký tự từ vị trí start tức là bắt đầu, các bạn đưa index vào nó sẽ xóa, ví dụ chúng ta đưa index từ hai vào, thì nó sẽ xóa từ hai cho đến n trừ đi một, lưu ý nhé, xóa đến sát n thôi, còn cái phương thức string chấm len là trả về độ dài của cái chuỗi mà chúng ta truyền vào. Quay trở lại IntelliJ, chúng ta sẽ khai báo một cái đối tượng là StringBuilder. Các bạn gõ vào là String này, nó chọn vào StringBuilder, Enter, dấu cách, tên của đối tượng. Ở đây mình sẽ đặt tên nó là chuỗi nhé. bằng new StringBuilder. Chấm phẩy kết thúc lệnh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức đầu tiên, đó là append thêm vào cuối chuỗi. Khi các bạn khởi tạo một cái đối tượng chuỗi như này, thì chúng ta chưa có giá trị cho nó. Còn nếu các bạn muốn gắn giá trị thì các bạn ghi luôn ở đây. Chẳng hạn các bạn muốn ghi là xin chào nhé. Đấy, thì nó có giá trị ngay từ đầu. Còn nếu các bạn để trống thì chuỗi này không có giá trị. chưa? có giá trị truyền vào. Thì tạm thời mình sẽ để chưa có giá trị. Chúng ta sẽ append để chúng ta thêm vào cuối chuỗi này. Sử dụng là chuỗi chấm append. Và chúng ta truyền vào đây. Ở đây mình sẽ để là xin chào phẩy cách chấm phẩy kết thúc lệnh này. Căn cho D. Tiếp tục là thêm một cuối chuỗi tiếp. Xin chào, mình mới học. Lập trình nhá. Các bạn sử dụng add out để xuất cái chuỗi này ra để kiểm tra. Run này. Các bạn thấy là chúng ta có cái dòng là xin chào, mình mới học lập trình không? Thì cái dòng này nó khởi tạo ban đầu là cái chuỗi rỗng không có gì cả. Sau đó chúng ta sử dụng append chúng ta thêm vào cuối đúng không? Tiếp theo chúng ta lại thêm vào cuối. Giả sử bây giờ các bạn thêm một dòng nữa đi, phải nhá. Rất vui được làm quen các bạn. Rồi, chuột phải này run này. Các bạn xem là nó lại thêm vào thấy không? Nó lại thêm vào cuối. Như vậy tóm lại cái phương thức append là nó cứ thêm vào cuối chuỗi, thêm vào thêm vào đúng không? Cái phương thức thứ hai là phương thức insert. Chúng ta sẽ có hai cái tham số truyền vào, thứ nhất là vị trí index và chuỗi cần chèn. Bây giờ chúng ta sẽ thử này chúng ta sẽ sử dụng là chuỗi chấm insert Đấy, thì các bạn thấy nó gợi ý không int offset này kìa Đấy, thì là truyền được một số nguyên vị trí index thì vị trí index mình đã hướng dẫn các bạn rồi là bắt đầu từ từ không ở trong cái chuỗi mà dài chúng ta này, này thì nó sẽ có gì à, chữ xin này này xin chào đầu tiên này, này. thì index của nó sẽ là không này chữ y sẽ index là một này chữ n index là hai này và khoảng trắng index sẽ là ba này rồi bốn vân vân giả sử mình sẽ chèn vào cái vị trí index là hai nhé thì ở chỗ n đúng không chữ n không một hai mà mình truyền vào hai này truyền vào vị trí hai và chúng ta muốn truyền vào cái chuỗi là obama chứ phải chuột phải run này à sorry in ra đã, đã in ra nhá in thẳng chuỗi ra để xem chuột phải run này à, các bạn thấy là cái chuỗi đầu tiên chúng ta là xin chào đây này đúng không và chuỗi tiếp theo là chúng ta sử dụng insert cái thằng insert thì nó in vào gì? Chèn vào vị trí index số 2. Chúng ta có là 0, 1, 2. Như vậy nó bắt đầu chèn từ vị trí cái chữ N. Các bạn thấy không? Nó chèn đúng vào vị trí Obama này, đúng không? Thì chèn vào đây và toàn bộ cái thằng đằng sau bắt đầu từ chữ N sẽ đẩy về phía sau hết. Thấy không? Nó và chèn vào từ vị trí 2 và chèn chuỗi này vào. Phần thứ ba Chúng ta tìm hiểu về lệnh delete nó có hai đối số chưa đưa vào đó là start và end start chính là cái vị trí index mà chúng ta bắt đầu xóa còn cái vị trí end nó sẽ xóa đến vị trí end trừ một giả sử chúng ta dùng là chuỗi này là chúng ta xóa từ cái vị trí số 2 đi được chưa chúng ta sử dụng là chuỗi chấm delete rồi xóa vị trí từ thứ hai cho đến vị trí sát 7 nhé chấm phẩy và chúng ta lại in là thằng chuỗi chúng ta xem chuỗi này rất phải, răn này Chuỗi ban đầu chúng ta đây Đúng không? Bây giờ chúng ta xóa từ vị trí số 2 Cho đến sát 7 Tức là xóa từ 2 đến 6 0 này, 0 này 1 này, 2 đây đúng không? Như vậy bắt đầu xóa từ chỗ ô 2 này, 3, 4, 5, 6 Như vậy là nó sẽ xóa Từ 2 cho đến 7 Trừ 1 Hay nói khác là 2 cho đến sát 7 Hoặc là 2 đến 6 đều được các bạn phải hiểu ý nghĩa của nó nhé Bởi vì N 1 mà Thì nó xóa chữ Obama đi Thì lúc này nó lại đẩy lại cái chuỗi là Xin chào ban đầu đúng không Phần tiếp theo 7.4 Là cái phần chuỗi chấm len Thì nó sẽ trả về độ dài của chuỗi Thì các bạn chỉ cần n out này In ra thôi Chuỗi Chấm len Chốt phải này Run này Mình chọn nhầm đi bậc rồi Nhưng mà không sao Các bạn thấy là chúng ta nhận được kết quả là 63 thì cái độ dài của chuỗi nó sẽ đếm từ một các bạn không tin thì các bạn đếm từ một nhé một này 2, 3 vân vân đếm cả dấu cách nếu các bạn mới học thì nó dễ nhầm lẫn cái phần index và phần len thôi cái tức là chiều dài index thì bắt đầu từ từ không để sau này chúng ta sử dụng để delete này rồi insert này thì chúng ta sử dụng cái chỉ số index này còn chiều dài của nó là nó đếm từ một nhá bài học về string phần đầu tiên chúng ta sẽ đến đây là kết thúc mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức trong bài ngày hôm nay để các bạn tiện ôn tập và chúng ta còn gặp lại nhau trong các phần tiếp theo bàn về trinh Phần này là phần kiến thức lớn cho nên nó khá là dài. Mình sẽ chia nhỏ cho các bạn để đỡ bị tráng ngập kiến thức nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn học tốt.